Xin được mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bác sĩ trực tuyến được phát sóng trên đài truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị, ở giai đoạn tuổi dậy thì là khoảng thời gian mà trẻ có thể gia tăng chiều cao một cách tối ưu trước khi xương đóng hẳn khi trưởng thành. Chính vì vậy, có thể nói rằng đây là cơ hội cuối cùng để các ông bố bà mẹ có thể gia tăng chiều cao cho trẻ một cách tối ưu bằng một chế độ dinh dưỡng hợp lý, bằng cách gia tăng về vấn đề là hấp thu canxi cho trẻ, có thể được xem là một bí quyết để giúp cho trẻ cao lớn khỏe mạnh. Vì vậy, ngày hôm nay chương trình xin được gửi đến quý vị một chủ đề, đó là canxi và tuổi dậy thì, bí quyết giúp trẻ cao lớn khỏe mạnh. Đồng hành cùng với Thanh Phương trong chương trình ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị, đó chính là tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Hậu, trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện Nhi Đồng 2. Xin được kính chào bác sĩ ạ. Xin chào Thanh Phương, xin chào các bạn. Xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, nếu như quý vị có bất kỳ những câu hỏi thắc mắc nào liên quan đến chủ đề của chương trình, đừng ngần ngại liên hệ cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn giải đáp. Và chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng canxi hữu cơ Úc Necker Can đã đồng hành cùng với chương trình. Dạ thưa bác sĩ Hậu thân mến, ở giai đoạn là tuổi dậy thì tầm quan trọng của việc bổ sung canxi cho trẻ là như thế nào ạ? Chúng ta cũng biết là chúng ta rất là quan tâm đến cái việc mà em bé của chúng ta có thể phát triển được cái chiều cao tối đa hay không. Thì trong cuộc đời có hai cái giai đoạn mà chiều cao phát triển nhanh nhất, đó là cái giai đoạn 1000 ngày đầu đời và giai đoạn thứ hai là giai đoạn dậy thì. Thì cái giai đoạn dậy thì có thể coi đó là một cái giai đoạn tăng trưởng gọi là vượt bậc, và nó là cái cơ hội cuối cùng để chúng ta có thể cải thiện cái chiều cao. Và thường cái giai đoạn này thì ở con gái nó sẽ vào khoảng độ từ 12 tới 13 tuổi, và con trai thì vào khoảng từ khoảng 14 cho đến khoảng 17, 18 tuổi. Để cho phát triển được cái chiều cao thì ở trong giai đoạn này chúng ta thấy là ngoài cái vấn đề tác động chủ yếu là của các cái hormone về sinh dục, nó sẽ quyết định cái việc tăng trưởng, thì cái việc mà chúng ta có một cái chế độ dinh dưỡng phù hợp, làm sao để cho cái khung xương, để cho cái việc khoáng hóa xương tốt nhất và cái đầu xương nó dài ra, thì nó sẽ quyết định cái việc mà em bé nó phát triển chiều cao như thế nào. Ở trong cái giai đoạn này thì mình thấy là với cái chế độ ăn là chúng ta phải cung cấp đầy đủ những cái thực phẩm cho cái khung xương, và đồng thời cái khoáng xương thì mình thấy thành phần chính của nó sẽ là canxi. Như vậy thì canxi rất là cần cho cái giai đoạn mà phát triển chiều cao, đặc biệt là ở giai đoạn dậy thì. Như vậy có thể nói canxi là một khoáng chất rất là quan trọng đối với cơ thể, đặc biệt là trong giai đoạn tuổi dậy thì ở trẻ nhỏ, để giúp cho trẻ đạt được chiều cao tối ưu. Vậy thưa bác sĩ, làm sao mình có thể biết được rằng trong giai đoạn dậy thì con của mình có bị thiếu canxi hay không ạ? Cái việc mà thiếu canxi ở cái tuổi dậy thì thực ra nó nhận biết khó hơn là ở cái tuổi nhỏ, là bởi vì nó sẽ lẫn với rất là nhiều những cái dấu hiệu khác. Nhưng mà khi mà chúng ta quan tâm đến thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ có những cái biểu hiện mà chúng ta có thể cảnh giác. Cái chuyện đầu tiên là chúng ta thấy là cái canxi nó tham gia vào cái sức khỏe của cái tâm thần kinh. Do đó những em bé mà thiếu canxi thì đặc biệt ở cái lứa tuổi dậy thì là lúc mà em bé nó đang bị những cái khủng hoảng về tâm lý rất là nhiều, thì những em bé này nó sẽ có những cái biểu hiện stress, những cái biểu hiện căng thẳng, những cái biểu hiện mệt mỏi nó nhiều hơn so với lại những cái bạn cùng trang lứa. Cái khả năng tập trung của nó cũng khó hơn, và thường là em bé nó dễ bị nổi cáu trước những cái tác động của cái môi trường, và cái giấc ngủ của nó cũng có thể nó sẽ không sâu, nó có những cái lo lắng quá mức so với lại bình thường. Thì đó là một cái mà chúng ta phải cảnh giác. Cái thứ hai là chúng ta thấy là canxi nó tham gia vào cái sức khỏe của cơ. Cho nên là khi mà thiếu canxi thì rõ ràng em bé là về cái cơ nó sẽ cảm giác là nó sẽ mệt mỏi. Cái vận động nó cũng không được như những cái bé khác và nó sẽ uể oải hơn. Và khi mà em bé nó vận động nhiều đó thì có thể nó sẽ có cái hiện tượng là tích những cái chất thải do cái chuyện là thiếu oxy, do cái chuyện canxi nó thiếu, nó gây co cứng cơ, và thường là em bé sẽ bị đau nhức chân, đặc biệt là ban đêm sau một cái ngày mà hoạt động nhiều đó thì em bé hay bị vọp bẽ, và có thể nó có cái hội chứng gọi là chân không yên, tức là nó ngủ không có yên được. Chúng ta sẽ thấy là canxi nó sẽ tham gia vào cái cấu trúc của xương, của răng và của móng. Do đó chúng ta sẽ có những cái quan sát mà thấy nó có hiện tượng bất thường. Ví dụ như là ở xương thì em bé ngoài cái chuyện đau xương thì về cái chiều cao có thể em bé nó cũng sẽ tăng trưởng không có đủ về cái chiều cao. Nó thấp hơn so với cái chuẩn và em bé có cái cảm giác mỏi ở trong xương, rất là mau mệt khi mà em bé nó vận động.
Còn ở trong cái móng tay thì có một cái nghiên cứu chỉ ra cho chúng ta thấy là ở cái tuổi dậy thì nếu mà thiếu canxi thì có đến 40% những cái em bé nó sẽ có bất thường ở cái móng tay, tức là móng tay nó sẽ yếu. Mình sẽ thấy là nó sẽ thô ráp nè, nó sẽ giòn nè, sẽ cứng nè, sẽ dễ gãy. Và ở cái lứa tuổi dậy thì cũng là lúc mà hoàn chỉnh cái bộ răng của em bé. Thì mình thấy là nếu như em bé thiếu canxi thì em bé cái răng nó sẽ không có khỏe. Em bé nó sẽ dễ có cái cảm giác ê bút răng, có cảm giác đau ở trong răng. Và cái men răng nó cũng sẽ không được tốt và dễ bị sâu răng. Thế thì mình thấy là có thể là tổng hợp rất là nhiều những cái yếu tố mà chúng ta có thể nghĩ là do cái chuyện em bé nó căng thẳng hoặc là nó mệt mỏi do vận động hoặc là nó thiếu ăn. Nhưng mà nếu thực ra là chúng ta xem ở trong cái khẩu phần, nếu em bé ăn uống không đủ canxi thì những cái dấu hiệu này có thể là cái gợi ý của em bé đang thiếu canxi. Dạ, vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Hậu đã có những chia sẻ và thông qua đó đã giúp cho các bậc phụ huynh có thể nhận biết được rằng con của mình hiện tại có bị thiếu canxi hay không. Có rất nhiều những cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết. Điều quan trọng là mình phải thực sự chú ý đến những cái sinh hoạt hàng ngày của con. Và thưa bác sĩ, vậy trong những trường hợp cần bổ sung canxi thì chúng ta bổ sung như thế nào để cho trẻ hấp thu được tốt nhất ạ? Đây là một cái giai đoạn mà nhu cầu canxi của em bé rất là cao. Có thể nói là gần như là cao nhất ở trong cuộc đời, chỉ gần gần bằng bà mẹ mang thai và cho con bú. Thế thì cái lượng canxi đầu tiên hết là chúng ta phải cố gắng là cung cấp từ cái thức ăn của em bé. Thế thì những cái thức ăn mà nó giàu canxi và dễ hấp thu thì cái nhóm hàng đầu là chúng ta thấy là nhắc đến là cái nhóm sữa và chế phẩm sữa. Thì ở cái tuổi này chúng ta vẫn phải duy trì theo cái khuyến cáo là sữa có thể từ khoảng độ 500 đến 700ml sữa mỗi ngày, cao hơn trước là bởi vì nhu cầu canxi của em bé cao. Và trong trường hợp mà em bé uống ít sữa thì chúng ta có thể sử dụng các cái chế phẩm sữa để thay thế, chẳng hạn như là da ua này, phô mai này, hoặc là những cái bánh mà có chứa cái canxi từ sữa. Một cái lưu ý là ở cái tuổi này thì em bé cái nhu cầu về chất béo, đặc biệt là chất béo no, thì nó sẽ không nhiều như là cái lứa tuổi mà em bé nó còn nhỏ. Do đó khi mà chúng ta chọn các cái sữa và chế phẩm sữa thì chúng ta nên chuyển sang những cái loại mà nó tách béo và ít đường thôi. Thì như vậy nó sẽ phù hợp với lại cái nhu cầu của em bé, nó không gây ra những cái gọi là bất lợi cho sức khỏe. Và với những cái chế phẩm mà tách béo thì cái lượng canxi nó sẽ nhiều hơn so với lại những cái chế phẩm sữa nguyên kem. Những cái thực phẩm khác cũng rất là giàu canxi, đó là chúng ta có thể lấy từ cái nhóm hải sản. Thì ở hải sản thì chúng ta thấy canxi nó sẽ có nhiều ở những cái con, ví dụ như là con cua, con rạm, con còng mà chúng ta có thể đâm ra để chúng ta nấu canh, nấu riêu thì canxi nó sẽ rất là nhiều. Còn những cái con cua biển thật là to thì canxi nó lại ít. Hoặc là chúng ta có thể chọn những cái con tôm, con tép nhỏ nhỏ để ăn cả vỏ. Chúng ta có thể chọn những con cá nhỏ để ăn cả xương là canxi rất nhiều. Hoặc là nghêu, sò, ốc, hến là những cái nhóm mà chúng ta có thể sử dụng để bổ sung canxi cho em bé và cũng thay đổi bữa để cho em bé ăn, em bé cảm thấy thú vị hơn. Còn nếu trong trường hợp từ cái chế độ ăn hoặc có những cái vấn đề về dị ứng hoặc là bất dung nạp những cái sản phẩm giàu canxi thì chúng ta có thể xem xét đến việc bổ sung canxi bằng đường uống, có thể có những cái viên uống canxi để chúng ta có thể bổ sung thêm cho em bé nó có đầy đủ cái nhu cầu canxi hàng ngày. Canxi hữu cơ Úc Nescan hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Dạ, thưa bác sĩ, được biết là hiện nay trên thị trường có dạng canxi hữu cơ và trong đó có chứa canxi dưới dạng vi tinh thể MCHA và vitamin D3, vitamin K. Xin bác sĩ có thể chia sẻ thêm về những thành phần này ạ? Gần đây thì đúng là chúng ta sẽ thấy là có cái loại canxi hữu cơ mà cái thành phần của nó là vi tinh thể. Thì ở trong đó đó, cái thành phần này nó sẽ bao gồm những cái chất hữu cơ của xương, tức là các protein và các cái thành phần bình thường là cấu tạo nên cái khung xương. Ngoài ra thì cái thành phần khoáng chất nó cũng có rất là nhiều, ví dụ như là canxi hay là phốt pho, magie, kẽm, tức là những cái thành phần khoáng của xương. Và đặc biệt là ở trong đó nó có vitamin D và vitamin K là hai cái thành phần để giúp cho cái việc mà hấp thu canxi nó tốt hơn. Vitamin D thì sẽ giúp cho cái hấp thu canxi từ trong đường tiêu hóa và đưa vào trong máu được nhiều. Và cái vitamin K thì vừa là hấp thu canxi tốt nhưng mà nó định hướng cho cái canxi đó từ trong máu và được đưa đến các mô xương mà không lắng đọng ở những cái nơi khác. Thế thì cái canxi hữu cơ dưới dạng vi tinh thể hay còn gọi là MCHA, nó là thành phần
được chiết xuất từ cái xương bò non của Úc, thì mình thấy là nó là một cái sản phẩm hữu cơ. Do đó mình thấy ở trong cái thành phần của nó mình sẽ thấy là có các cái protein và các cái loại chất hữu cơ mà nó tạo nên cái khung xương. Ngoài ra thì những cái thành phần khoáng chất của xương, ví dụ như là canxi, phốt pho, magie thì nó sẽ rất là cân đối. Ví dụ như ở trong đó chúng ta thấy cái canxi nó sẽ chiếm là 24% và cái phốt pho là 12%. Thì như vậy cái tỷ lệ giữa canxi phốt pho là 2:1 là cái tỷ lệ lý tưởng để canxi từ trong thức ăn nó được hấp thu tốt nhất và nó đưa vào xương. Thì đây chính là cái tỷ lệ ở trong xương của chúng ta. Ngoài ra đó thì mình thấy là ở trong cái canxi hữu cơ như vậy nó sẽ chứa cái thành phần vitamin D3 và vitamin K thì nó sẽ giúp cho việc hấp thu canxi được tốt hơn. Vitamin D thì nó sẽ giúp cho cái canxi từ trong cái đường tiêu hóa được hấp thu vào trong máu tốt. Và bình thường đó thì đã có những cái nghiên cứu chỉ ra nếu mà chúng ta không bổ sung được đầy đủ vitamin D thì cái lượng canxi ở trong thức ăn được hấp thu vào trong cơ thể rất là ít, có thể chỉ đến 10-15% thôi và có khi là ít hơn nữa. Thế còn trong trường hợp mà chúng ta có vitamin D thì cơ thể của chúng ta có nhu cầu về canxi thì cái việc hấp thu canxi nó sẽ tăng lên nhiều và tỷ lệ này có thể lên đến 30-40%, tức là cải thiện được rất nhiều. Thế còn vitamin K thì ngoài cái chuyện là giúp cho cái việc hấp thu canxi từ trong cái đường tiêu hóa vào trong máu được tốt thì nó còn định hướng cái việc mà đưa canxi đến các cái mô đích, đó là mô xương, thay vì sẽ lắng đọng ở trong mạch máu hay là ở trong cơ hoặc là ở trong các cái cơ quan khác thì nó sẽ gây ra những cái biến chứng bất lợi. Và vitamin K cũng được coi là một thành phần để dọn dẹp cái thành mạch và giúp cho cái việc phát triển xương tốt hơn. Ngoài ra thì vitamin K cũng có tác động trong cái việc tạo cái khung collagen cho xương. Nhờ đó là cái xương của chúng ta sẽ phát triển được tốt nhất, sẽ được dẻo dai và mạnh khỏe. Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ. Qua phần chia sẻ của bác sĩ Hậu vừa rồi, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về việc vai trò của canxi, đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc phát triển hệ cơ xương và đặc biệt là răng đối với trẻ nhỏ. Chính vì vậy, trong giai đoạn dậy thì nhu cầu canxi lại càng tăng gấp bội để giúp cho trẻ có thể gia tăng chiều cao một cách tối ưu. Vì vậy, các bậc phụ huynh không nên bỏ qua giai đoạn vàng này nhé. Và bây giờ, trước khi chúng ta tiếp tục đến với phần tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị cùng theo dõi đoạn phóng sự sau. Đức Trí năm nay 15 tuổi, bắt đầu có dấu hiệu dậy thì từ năm 14. Khi đó Trí là cậu bé khá nhỏ con, chiều cao khiêm tốn khoảng 1m55, trong khi các bạn cùng tuổi toàn cao 1m65 đến 1m7, thậm chí có một vài bạn cao gần 1m8. Thấy con có chiều cao khá khiêm tốn, chị Thăng Vân, mẹ cháu Trí cảm thấy lo lắng về sự phát triển thể chất của con mình. Cả hai vợ chồng tôi đều không cao, nhưng cũng rất là nhiều gia đình, bố mẹ, ông bà cũng không cao. Nhưng mà thấy các cháu thời nay ăn uống đầy đủ nên có chiều cao vượt trội. Biết vậy nên từ bé tới giờ gia đình tôi luôn chú trọng đến chất lượng dinh dưỡng của các con, với cái mong muốn là khi các con được chăm sóc và ăn uống đầy đủ thì chiều cao sẽ vượt trội. Tuy vậy khi mà bé Trí nhà tôi 14 tuổi mà vẫn cao được hơn chừng khoảng 1m5, tôi thực sự rất là sốt ruột vì con thấp hơn hẳn so với các bạn ở lớp luôn. Tăng chiều cao cho trẻ luôn là vấn đề mà nhiều bậc phụ huynh quan tâm. Hiểu rõ về các yếu tố ảnh hưởng đến chiều cao sẽ giúp bố mẹ chủ động hơn trong việc nuôi dạy trẻ, giúp con không bị mất oan chiều cao và bỏ lỡ các cột mốc phát triển thể chất quan trọng. Chính vì vậy, lo lắng của chị Thanh Vân là vô cùng đúng đắn và chị đã tìm hiểu mọi cách áp dụng các phương pháp tập thể dục để con chị có thể phát huy tối đa chiều cao của mình. Ngoài khuyến khích con vận động thể dục thể thao, tôi cũng tìm hiểu các loại thực phẩm bổ sung canxi để hỗ trợ cho con phát triển chiều cao trong giai đoạn dậy thì. Sản phẩm mà tôi lựa chọn chính là canxi hữu cơ vì tôi biết được đây là một cái loại canxi hữu cơ có cái thành phần gần giống như là canxi ở trong thực phẩm tự nhiên. So với canxi vô cơ, loại canxi này thì dễ hòa tan hơn, giúp cơ thể dễ hấp thụ hơn, tránh các hiện tượng như là lắng đọng canxi, sỏi thận, vôi hóa mạch máu. Hơn nữa có thêm thành phần vitamin D3, vitamin K, vừa dễ hấp thu canxi mà tôi cũng không có cần phải bổ sung riêng cho con từng loại, vô cùng tiện lợi cho con. Và sau một thời gian bổ sung canxi cùng với chế độ ăn uống khoa học, tập luyện thể dục thể thao,
đức trí đã cao lên gần 6cm. Với sự phát triển như vậy, chị Vân không còn căng cắn nỗi lo con mình bị thấp còi so với bạn bè đồng trang lứa. Canxi hữu cơ Úc Netcan hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Và quý vị thân mến, trước khi chúng ta tiếp tục nội dung chính của chương trình ngày hôm nay, Thanh Phương xin được chia sẻ một số những thông tin quan trọng để giúp cho các bậc phụ huynh có thể hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của canxi đối với sự phát triển về chiều cao ở trẻ nhỏ. Đó là theo kết quả tổng điều tra dinh dưỡng vào năm 2019-2020, công bố vào ngày 15 tháng 4 năm 2021, chiều cao của một thanh niên Việt Nam năm 2020 đã có sự thay đổi mạnh. Nhóm nam 18 tuổi đạt là 1m68,1cm, tăng 3,7cm so với lại năm 2010, còn nữ thì đạt là 1m56,2cm, năm 2010 là 1m54,8cm. Chiều cao người Việt đã cải thiện đáng kể trong 10 năm qua. Tuy nhiên, vẫn xếp sau 3 nước Đông Nam Á là Singapore, Malaysia và Thái Lan. Thực tế, tăng chiều cao cho trẻ luôn là mong muốn của nhiều cha mẹ và cũng là một hành trình chắt lọc và áp dụng những kiến thức dinh dưỡng và vận động. Có những giai đoạn rất là quan trọng để giúp và tăng chiều cao cho trẻ, như vừa rồi bác sĩ Hậu có nói, đó là 1.000 ngày đầu đời và đặc biệt là giai đoạn tuổi dậy thì. Chính vì vậy, trong giai đoạn tuổi dậy thì có thể được xem là một cơ hội cuối cùng để các ông bố bà mẹ có thể gia tăng chiều cao cho con trẻ. Vì vậy mà ngày hôm nay với chủ đề của chương trình thì chúng tôi nhận được khá nhiều những câu hỏi thắc mắc của quý phụ huynh gửi về cho chương trình. Ngay sau đây xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối ạ. Xin chào chương trình, xin chào bác sĩ. Vâng, xin chào chị. Chị có thể chia sẻ một chút về bản thân được không ạ? Tôi năm nay 35 tuổi, hiện con gái tôi đang bước vào giai đoạn dậy thì. Năm nay cháu 15 tuổi. Vậy xin hỏi chuyên gia, con tôi đã bước qua giai đoạn vàng của phát triển chiều cao chưa ạ? Vâng, chào chị. Thì thực ra với con gái đó là chúng ta sẽ quan tâm đến cái việc phát triển chiều cao phải sớm hơn so với con trai. Bởi vì cái tuổi dậy thì của con gái nó bắt đầu sớm hơn. Tức là thường là chúng ta thấy khoảng 9-10 tuổi là em bé gái đã bắt đầu nó có những cái dấu hiệu đầu tiên của cái dậy thì. Và lúc đó thì em bé dưới cái tác động của hormone sinh dục thì nó sẽ phát triển chiều cao rất là nhanh. Và cái việc mà phát triển chiều cao nó sẽ gần như kết thúc khi mà em bé nó dậy thì hoàn chỉnh. Tức là khi mà em bé nó có kinh, tức là vào lúc khoảng độ 12 đến 13 tuổi thôi. Và các ở thành thị đó thì người ta thấy nghiên cứu là càng ngày cái tuổi có kinh của bé gái nó càng sớm. Do đó là nếu mà chúng ta bỏ qua cơ hội thì là em bé nó có thể là nó sẽ kết thúc cái chiều cao rất là sớm và không đạt được cái tối đa cái tiềm năng của em bé. Thế thì con gái của chị năm nay 12 tuổi thì nó là đang bước vào cái giai đoạn cuối cùng để chúng ta có thể tác động lên chiều cao. Do đó là chúng ta phải tích cực hơn. Thế còn khi mà em bé nó đã có kinh rồi thì gần như chiều cao của em bé nó không tăng nữa, giỏi lắm thì lên được 1-2cm. Nhưng mà lúc đó thì chúng ta cũng vẫn còn một cái nhiệm vụ, đó là chúng ta làm sao cho tích canxi vào trong cái xương. Vì cái việc mà tích canxi vào xương nó chỉ có hiệu quả cho đến năm khoảng 20-22 tuổi thôi. Và sau đó thì cơ thể của chúng ta cần bao nhiêu thì lấy từ thức ăn và thiếu bao nhiêu thì lấy ở trong xương lấy ra. Do đó nếu mà chúng ta không tích ở cái giai đoạn này thì sau này em bé sẽ có nguy cơ loãng xương sớm. Thưa bác sĩ, với trường hợp con tôi muốn uống canxi hữu cơ có được hay không ạ? Vâng, chào chị. Thì em bé của mình 12 tuổi là vẫn đang có cơ hội để tăng chiều cao. Do đó chúng ta sẽ cố gắng để cung cấp canxi đầy đủ từ cái chế độ ăn. Và đặc biệt là chúng ta nếu như thấy trong cái chế độ ăn chưa cung cấp được tối ưu thì chúng ta có thể bổ sung thêm canxi từ những cái nguồn khác và lựa chọn cái canxi hữu cơ là một cái lựa chọn rất là hợp lý. Thì canxi hữu cơ chúng ta có thể sử dụng được trong rất nhiều trường hợp. Ví dụ như là ở em bé mà đang cần cung cấp canxi ở cái tuổi tăng trưởng, hoặc là những cái em bé mà ở cái tuổi dậy thì để ngoài cái việc mà phát triển chiều cao thì còn tăng cái mật độ xương. Ngoài ra thì chúng ta cũng cung cấp canxi hữu cơ trong những cái trường hợp như là bà mẹ mang thai, bà mẹ cho con bú, những người cao tuổi thiếu canxi và đặc biệt là những người vận động nhiều thì cái nhu cầu canxi cũng nhiều hơn. Thì đấy là những cái trường hợp mà chúng ta cũng có thể cung cấp thêm canxi hữu cơ. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Xin được cảm ơn chị Yến đã có kết nối dành cho chương trình và chúc cho chị sẽ có một cái phương pháp bổ sung những chất cần thiết cho trẻ để giúp cho trẻ cao lớn, khỏe mạnh chị nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được phép kết nối với vị khán giả tiếp theo ạ. Mời bộ phận kỹ thuật. Kính chào bác sĩ. Hiện con tôi sắp đến tuổi dậy thì và ở giai đoạn này bổ sung canxi là rất quan trọng. Tôi nên bổ sung cho con tôi như thế nào là hợp lý?
Vâng, để chuẩn bị cho em bé bước vào tuổi dậy thì chúng ta phải bổ sung canxi sớm, tức là từ những năm tháng đầu đời là chúng ta đã phải bổ sung rồi, và đặc biệt ở cái giai đoạn tiền dậy thì và dậy thì canxi không thể thiếu được. Thế thì việc đầu tiên là chúng ta phải hiểu cái nhu cầu canxi của các lứa tuổi là bao nhiêu. Thì ví dụ như ở trẻ dưới 6 tháng thì nhu cầu canxi không nhiều, chỉ khoảng 200mg mỗi ngày. Từ 6 cho đến 12 tháng thì vào khoảng 270mg. Từ 1 đến 3 tuổi vào khoảng 300mg. Từ 4 đến 6 tuổi vào khoảng 500-600mg. Cái lứa tuổi tiền dậy thì chúng ta có thể cho từ 600-800mg. Và cái ở tuổi dậy thì thường chúng ta sẽ cung cấp từ 1000-1200mg. Như vậy mình thấy là ở cái lứa tuổi tiền dậy thì và dậy thì ngoài cái lượng mà sữa và chế phẩm sữa mà theo khuyến cáo của các cái hiệp hội về dinh dưỡng cũng như là sức khỏe thì chúng ta sẽ bổ sung khoảng 500ml sữa và chế phẩm sữa mỗi ngày. Nếu như em bé nó không nhận được đủ cái phần canxi từ trong thức ăn thì chúng ta nên bổ sung thêm cái canxi từ những cái nguồn thuốc hoặc là những cái thực phẩm bổ sung bên ngoài để giúp cho em bé có thể nhận được đầy đủ canxi và phát triển được tối đa cái chiều cao của em bé. Ngoài ra chế độ dinh dưỡng cho các con tuổi dậy thì có cần lưu ý gì không ạ? Ở trong cái giai đoạn dậy thì này thì chúng ta thấy cái chế độ dinh dưỡng nó rất là cần thiết, là bởi vì mình thấy cái nhu cầu về các chất dinh dưỡng nó sẽ tăng vọt lên. Em bé không những là phát triển về chiều cao rất là nhanh mà ngay cả về cơ bắp, về cân nặng, rồi sự thay đổi về các cái sinh hoạt, tức là đây là cái lứa tuổi mà em bé nó sẽ phải tập trung cho học hành rất là nhiều và có những cái mối quan hệ ở ngoài xã hội, em bé có những cái thay đổi về hành vi, về tâm lý nhiều, và dinh dưỡng nó sẽ đóng góp vào cái việc phát triển của em bé. Thế thì chúng ta phải cho em bé một cái chế độ ăn dinh dưỡng nó thật là cân đối và lành mạnh. Tức là các cái nhóm chất dinh dưỡng cơ bản chúng ta vẫn phải đảm bảo đầy đủ. Ví dụ như chất đạm rất là cần cho hoạt động của cơ bắp cũng như là việc hình thành cho các cái cơ quan cũng như là chức năng của cơ thể, thì chúng ta phải chọn những cái loại đạm quý và có cái giá trị sinh học cao, hạn chế những cái đạm mà được chế biến sẵn hoặc là không có tươi, không có ngon, bị bảo quản lâu ngày thì nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng. Về chất béo cũng vậy, cũng rất là cần thiết. Và lúc này đó thì em bé cần phải hạn chế những cái chất béo no vì nó sẽ gây ra những cái phản ứng viêm và bắt đầu gây ra những cái bệnh lý ở cái lứa tuổi trưởng thành, nó có nguồn gốc từ lúc này. Chúng ta sẽ chọn những cái chất béo không no, từ chất béo cá này, từ mỡ cá, rồi những cái chất béo từ các loại hạt, các loại quả. Thì như vậy nó sẽ giúp cho em bé tạo được cái hormone sinh dục tốt nhất, tạo được cái hormone tăng trưởng cũng như hấp thu các cái khoáng chất được tốt nhất, vì mình biết là vitamin A, D, E, K nó tan ở trong chất béo. Rồi cái nguồn chất xơ, nguồn carbohydrate ở dạng phức cũng như các vitamin và khoáng chất là phải cung cấp đầy đủ cho em bé. Và để có thể hấp thu cũng như là sử dụng được các cái dưỡng chất này cho tốt thì em bé đòi hỏi là phải vận động thường xuyên. Thì như vậy ngay cả canxi khi mà chúng ta vận động thì mới hấp thu được tốt. Một cái nữa là chúng ta phải cho em bé có cái thời gian nghỉ ngơi, có cái ngủ đủ giấc, thì như vậy em bé mới có thể tái tạo được sức khỏe cũng như là có cái khả năng mà phát triển được tốt nhất và không ảnh hưởng về cái vấn đề tâm lý cũng như ảnh hưởng đến cái kết quả của học tập. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn phần tư vấn của bác sĩ. Và hy vọng rằng vị khán giả chúng ta vừa gọi điện thoại về cho chương trình đã có được một phương pháp để chúng ta có thể gia tăng chiều cao tối ưu cho con của mình và bổ sung canxi như thế nào là hiệu quả và hợp lý nhất nhé. Và quý vị thân mến, thông qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình thì chúng tôi nhận được rất là nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả gửi về. Và bây giờ cho phép một phần kỹ thuật sẽ kết nối với một vị khán giả tiếp theo ạ. Xin mời ạ. Chào bác sĩ, chào MC. Tôi vừa mua canxi hữu cơ. Tôi thấy đây là loại canxi hữu cơ. Vậy không biết có ưu điểm gì so với các sản phẩm canxi khác không ạ? Cái canxi hữu cơ có cái thành phần là vi tinh thể. Thì chúng ta thấy là nó có thành phần từ cái xương bò non. Do đó cái cấu trúc của nó, cái thành phần dinh dưỡng của nó sẽ rất là gần với lại cái xương của chúng ta. Mình thấy là nó sẽ có những cái thành phần của protein, các cái dưỡng chất của xương, cũng như là canxi, phốt pho, magie, và có các cái vitamin, ví dụ như là vitamin D và vitamin K. Như vậy sẽ giúp cho cái việc hấp thu được tốt nhất. Cái tỷ lệ mà canxi và phốt pho ở trong cái thành phần canxi hữu cơ nó là 24% và 12%, tức là tỷ lệ 2:1. Nó chính là cái tỷ lệ canxi phốt pho ở trong xương của chúng ta và giúp cho cái việc hấp thu canxi được tối đa.
Vitamin D cũng giúp hấp thu canxi được nhiều hơn, tức là lên đến 30-40% cái tổng canxi, thay vì nếu không có vitamin D thì cái việc hấp thu chỉ có thể 10-15% thôi. Và cái vitamin K thì ngoài cái việc hấp thu canxi thì sẽ tạo cái khung collagen của xương tốt hơn và đưa cái canxi đến trực tiếp cái mô xương chứ không đọng ở những cái chỗ khác, do đó sẽ ít gây ra những cái biến chứng. Và đặc biệt là cái thành phần này nó không có đường, do đó sẽ có lợi cho em bé. Vậy thưa bác sĩ, ngoài canxi thì còn có những cái yếu tố nào khác làm tác động đến chiều cao của trẻ nữa ạ? Chúng ta biết là cái khung xương của chúng ta thì nó sẽ tạo bởi một cái khung collagen, và sau đó thì các cái khoáng chất nó mới được tích ở trên đó và nó làm cho cái xương dài ra. Vậy thì để phát triển chiều cao, cái chuyện đầu tiên là chúng ta phải có một cái khung collagen tốt, có nghĩa là chúng ta phải cung cấp đầy đủ chất đạm và vitamin C để tạo cái khung collagen. Như vậy là trong chế độ ăn phải đầy đủ những cái dưỡng chất này. Thứ hai là chúng ta phải làm sao để cho việc hấp thu của canxi nó được tốt nhất. Thì như vậy là cái thành phần của các cái chất béo cũng như là vitamin D, vitamin K là nó phải có đầy đủ. Các cái thành phần ở các cái khoáng chất mà từ trong thức ăn thì để được hấp thu tốt thì chúng ta thấy là nó phải cân đối, và nếu như là cái thành phần hữu cơ thì nó sẽ hấp thu tốt hơn nhiều so với thành phần vô cơ. Một cái việc nữa cũng rất là quan trọng, đó là làm sao để cho cái việc tích lũy vào trong xương nó tốt nhất thì đòi hỏi là em bé nó phải có vận động. Người ta đã có những cái nghiên cứu cho thấy là khi cung cấp canxi nhưng nếu không vận động thì canxi đó cũng sẽ không được hấp thu, do nó đòi hỏi phải có vận động cho tốt. Và cái việc mà em bé giảm stress, em bé được ngủ đủ giấc cũng rất là cần cho cái việc mà đầu xương có thể dài ra, do cái hormone tăng trưởng nó sẽ được tiết ra ở trong cái giấc ngủ sâu. Do đó mình thấy cái việc mà nghỉ ngơi cũng rất là quan trọng, việc tập luyện cũng rất là quan trọng, và tránh những cái ô nhiễm ở trong môi trường, vì những cái tác nhân gây ô nhiễm nó sẽ gây ra những cái phản ứng viêm và nó hạn chế cái việc dài ra của xương. Các cái yếu tố mà ảnh hưởng đến cái chiều cao của em bé thì trước đây chúng ta hay đề cập đến cái vấn đề di truyền, và nó cũng đóng góp vào khoảng 30%. Tuy nhiên là mình thấy là ba mẹ có thể thấp nhưng con vẫn có thể cao, đó là do chúng ta sẽ chỉnh ở trong cái 70% còn lại. Thế thì những cái yếu tố mà còn lại ảnh hưởng đến chiều cao là gì? Đó là về dinh dưỡng có thể đóng góp từ 30-30% về cái việc mà phát triển chiều cao. Và trong đó chúng ta thấy là cái dinh dưỡng thì là ngoài cái phần mà khoáng của xương thì những cái chất dinh dưỡng khác để tạo nên khung xương nó cũng rất là cần thiết. Cái yếu tố thứ ba mà nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển của xương đó là cái việc mà tập luyện và vận động. Bởi vì khi mà tập luyện và vận động đó thì cái việc hấp thu canxi nó sẽ tốt nhất và canxi mới đưa được đến xương. Và những cái vận động mà nó có cái tính gọi là trọng lực, nó đè lên trên cái đầu xương thì nó mới kích thích cái xương tăng trưởng. Còn nếu chúng ta bổ sung canxi mà không hoàn toàn không có vận động thì canxi đó nó cũng sẽ thải ra ngoài thôi, không được hấp thu vào trong cơ thể. Một cái vấn đề nữa để phát triển chiều cao cũng rất là quan trọng, đó là cái vấn đề của môi trường và cái giấc ngủ, bởi vì nó sẽ giúp cho cơ thể không phải đối phó với những cái phản ứng viêm bất lợi và nó sẽ gây ra ảnh hưởng đến phát triển của xương. Khi mà em bé có một cái giấc ngủ sâu thì cái hormone tăng trưởng sẽ tiết ra tốt hơn. Và đây là một trong những cái yếu tố để giúp cho em bé nó phát triển chiều cao. Những cái yếu tố stress hoặc là những cái ô nhiễm từ môi trường nó sẽ gây ra cái phản ứng viêm và nó sẽ làm cho cái chiều cao của em bé phát triển không tốt. Và đó là những cái yếu tố mà chúng ta cần phải loại bỏ để giúp cho em bé có thể phát triển chiều cao được tốt nhất. Ngoài ra thì người ta thấy những cái vấn đề về giới tính chắc chắn ảnh hưởng đến phát triển của chiều cao, và nam thì sẽ có xu hướng phát triển chiều cao tốt hơn là nữ, và cái tuổi dậy thì của nam cũng chậm hơn và kéo dài hơn so với nữ. Thế thì đó là những cái yếu tố mà nó ảnh hưởng đến phát triển chiều cao, và trong đó thì chúng ta thấy ít nhất chúng ta cũng có thể tác động được khoảng 70-80%. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ đã có những thông tin chia sẻ vô cùng hữu ích xung quanh vấn đề là tăng chiều cao cho trẻ. Trước đây chúng ta vẫn thường có quan niệm là cha mẹ cao thì con sẽ cao. Nhưng mà qua chia sẻ vừa rồi thì chúng ta hiểu rõ rằng gen di truyền chỉ chiếm 30% mà thôi, 70% còn lại là yếu tố về chế độ dinh dưỡng, về vận động hợp lý, cần có một cái giấc ngủ sâu. Vì vậy, các bố bà mẹ thân mến, chúng ta hãy cố gắng tuân thủ đúng những nguyên tắc trên để giúp cho con có được chiều cao lý tưởng, và đặc biệt là
tăng khả năng hấp thu canxi ở ứ trẻ, nhất là trong giai đoạn dậy thì, để còn cao lớn, khỏe mạnh. Đó là mong muốn của rất nhiều các ông bố và mẹ. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị thật nhiều những thông tin hữu ích. Và nếu như quý vị vẫn còn những câu hỏi thắc mắc, xin hãy đừng ngần ngại gửi về cho chương trình thông qua số điện thoại đường dây nóng để được tư vấn giải đáp quý vị nhé. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Hậu đã dành thời gian đến tham dự chương trình ạ. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng canxi hữu cơ Úc Necker Can đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ xin được mến chào tạm biệt.